Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì có một con máy xưa xúc cắt pin mới ăn 180C thôi nha. Đó, thì kênh của em là chuyên phân phối tất cả các dòng máy xưa xúc Nhật bãi. Thì con này là hàng đẹp luôn anh nhá. Đó, máy như mới thiếu mỗi thùng anh em mình đi bô. Còn nguyên sơn, còn nguyên cái chất thép đen nó nhá. Chưa sử dụng bao nhiêu luôn. Đó, con này mã số máy là 256780170 nhá. Đó, bao pin anh em thử ăn test hết. Có tao xích nhanh này, có xả áp này, phanh xích còn ngon nhá, làm xích đẹp này, làm xích còn nguyên sơn luôn. Đó, anh em nào chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05439 nhá. Tay nắm rất đẹp này, tay này là của 260 với lại mấy đời mà cao cấp mới có nhá. Bên trong nó có lò xo này, đối anh em giật là nó có độ đàn hồi, nó nhún giật rất là nhẹ, máy và êm đẹp. Đó, bên trong máy thì như mới luôn nhá, anh em như mới luôn, đẹp xuất sắc luôn nhé. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05439 nhá. Rồi chúng ta test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Con này thì nòng 38 ly, công suất nhỏ anh em sử dụng trong gia đình, lam dài 40 trừ chân đốc còn được 35 nhá. Đó, xích chung 91. Đó, con này thì hàng đẹp, hàng sưu tầm, thì bên em nó bán với giá là 4 triệu anh em nhá. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05439 giúp em. Và anh em là thích rẻ hơn một chút thì em có một cây cũng một 018C, nhưng mà con này thì không được đẹp như con kia. Đó, không được đẹp cái con 180C này thì giá nó rẻ hơn một chút. Đó, con này thì bên em bán với giá là 3.700.000, bao ship tận nhà luôn. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé. Đó, thì anh em là ưng con nào thì chốt con đó nhé. Máy móc thì cũng bao zin hết từ AZ. Đó, cũng đời giống nhau hết. Đó, thì giá của nó là một con 4 triệu, một con 3 triệu 7. Anh em là chốt thì ủng hộ kênh của bạn. Bây giờ sẽ test thử con đẹp cho anh em trước nhé. Máy nhà em thì rất là nhiều luôn. Thì hàng lựa không à, nên là chất lượng rất là cao. Những con này là bên em nhập trực tiếp từ máy bãi về nhá. Đó, nhập trực tiếp hàng bãi về. Đó, không phải là hàng Việt Nam đã qua sử dụng. Đó, hàng chuẩn một bãi về nguyên cây luôn nhá. Đó, nhưng mà bên nước ngoài sử dụng rất là ít chứ không như Việt Nam mình, nên là chất lượng máy nó rất là đẹp. Và những đời này thì nó được sản xuất năm 2002 nhé. Đó, nên chất lượng cao, tốt hơn dòng đời mới bây giờ. Đó, thì nhựa nhớt của nó cũng rất là bền. Đó, nên giá của nó cũng khá là cao. Mà đặc biệt những cái con mà chất lượng còn trên 90% này thì rất là hiếm nha anh em nhé. Đó, anh em nào mà mình thích hàng đẹp, chung là giá cao một chút nhưng mà anh em chấp nhận kiếm hàng đẹp thì liên hệ qua số điện thoại trước con này nhá. Bao vít cho anh em luôn. Rồi test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn nhé. Đức luôn nha các bác. Em mang mã số máy này còn nguyên. Cái này thì nếu mà mới của nó thì giá nó không hề rẻ đâu, bởi vì nó là phiên bản cao cấp xuất khẩu sang các nước như ở Mỹ. Đó, nên là nó làm những đồ đạc của nó xịn hơn nhá. Ví dụ như tay nắm giật này, những dòng 180 mới mà xuất qua Việt Nam mình ấy thì nó sẽ làm tay nắm giật loại rẻ nhá. Tay nắm giật loại rẻ hơn. Nói chung là nó làm đồ rẻ hơn rất là nhiều, nên là nó không chất lượng cao những dòng này nhá. Đó, em xin cảm ơn toàn thể anh em nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Hoài Bãi nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.